tình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày thứ hai chúng con xuất gia báo hiếu. Quyền Đức Phật chứng minh. Gia hộ cho lòng thành chúng con. Cha mẹ chúng con được khỏe mạnh. Được hạnh phúc và sống trường thọ. Chúng con đồng phát nguyện. Xuất gia tu học tinh tấn. Nghe kinh nghe pháp ngồi thiền. Học hỏi các kỹ năng sống. Vui chơi với bạn lành mạnh. Đề cao tinh thần kỷ luật. Hài hòa mọi người xung quanh. Xin Phật từ bi chứng giám. Gia hộ cho cha mẹ chúng con. Được năm phước lành lớn. Chúng con hồi hướng cho bản thân. Học giỏi thông minh. Khỏe ăn khỏe ngủ. Trở thành con ngoan trò giỏi. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Các con lật trang số 4 và cùng đọc tụng theo. Con là đấng giác ngộ minh độ người. Từ sanh bao đời từ bi trí tuệ các ngài là thầy ba cõi trời người xưa nay ghi tâm tất cả đừng vòng ba đời thường trú trong mười phương. Pháp là phương thương diệu thái dễ lành. Tao là chúng sanh như vầng trăng sáng lung linh. Tôi đường ra khỏi ưu minh mê bờ. Chỉ tao đành lễ tất cả tôn pháp ba đời. Thường trú trong mười phương. Ăn là những đừng dân tu biên đề huyền mộng.
ni tâm vô trí tuệ từ bi độ đề tô ngộ tham si khổ sầu chí tâm đành lễ tâm càng thắng tâm ba đời thường vô công mười phương. Bây giờ các con mở trang 67 đọc bài kinh Phước Đức nha. 10 phút thôi là chúng ta xong. Phật nói kinh Phước Đức, tôi nghe như vậy. Có một hôm nọ, Đức Phật tại tỉnh Xá Kỳ Viên, do cấm cô độc thai từ Kỳ đã phán tâm hiên, cũng vào khuya hôm ấy có một vị thiên thân thể phát quang cung kính, đành lễ ngồi xuống một bên rồi thưa Phật rằng: xin Thế Tôn chỉ dạy cảnh thức tạo phương đức giúp trời người thờ tập để sống đời hạnh phúc. Sau khi khen ngợi Đức Phật tuần tự giảng dạy đại y mười kinh tạo phương đề trời và người sống trong hạnh phúc, gồm những điều sau: nhưng là tranh người cảnh sâu ác công bị và lấy thân cẩn bậc hiện đức tôn trọng học điều hay. Phương pháp thứ hai là xây dựng môi trường tôn để gây tạo nhân lành, quyền tâm theo đạo đức để cuộc sống thanh bình. Và là xuyên học tay nghề hay có tương tâm đạo đức, luôn nói lời chân thật từ ai với ta. Nhân phương pháp thứ tư là luôn hiểu dưỡng sống thân thương, chăm sống gia đình, chọn làm nghề thích hợp sự nghiệp phát triển nhanh. Phương pháp thứ năm là sống chân thật bồ thí giúp xã hội người thân, hành sự như chân nhân. Phương pháp thứ sáu là quyết không làm điều ác, không ma túy rượu say, thích việc lành đạo đức theo đuổi sống thẳng ngay. Phương pháp thứ bảy là sống lễ độ khiêm cung, biết ơn quả đền đáp, không tham và biết đủ xiên học pháp cao sâu. Phương pháp thứ tám là phụng thiện thân cần các bậc thầy, không hỏi và cầu tiếng nghe pháp học điều hay. Phương pháp thứ chín là sống chánh niệm tịnh thân, nhiệm màu quyết tâm theo chân lý đạt niết bàn an vui. Phương pháp thứ mười là đến đi trong nhân gian tùy duyên, nhưng bất biến tâm không thể lấy chuyển chuyện oán hết nào phiền. Sau khi giải thích mười kinh tạo phương đức Phật, kính lễ bằng bài kệ sau: an lạc luôn khi ở đâu cũng hạnh phúc, tới đâu cũng bình an. Nghe Phật dạy sống vì thiên nhân ấy vô cùng hoan hỷ, làm theo lời Phật đồng thời phát nguyện truyền ba khắp nơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các con lật kinh trang 160. Cầm hương sông ngát điện sen nở Phật hiện thân pháp giới thành thanh tình chung sanh lắng nghiệp trần đệ tử tâm thành hương về tam bảo Phật là thầy chỉ đạo bằng tỉnh thức vẹn toàn tương tốt đón trang chỉ và bi viên màng sáng dẫn người thân cõi mê đưa con trở về sống cuộc đời tình thân tăng là đoạn thế đẹp cùng đi trên đường vui tụ tập dài thoáng làm an lãng cuộc đời tam bảo trên con đường học đạo biết tam bảo của tự tâm nguyện sinh chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi nguyện học nhìn con đời bằng con mắt quan chiếu nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài sáng cho người thêm niềm vui chịu giúp người bớt khổ đệ tử nguyện sống đời thiểu dụng đêm sống lành mạnh an hòa cho thân để kiện khương nguyện rượu bỏ âu lo hồng tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhòm đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo ơn cha mẹ ơn thầy ơn bề chúng sanh nguyện tu học tinh duyên chỉ nở hoa mong một ngày kia có khả năng cứu độ mọi loại vượt ra ngoài cõi khổ xin nguyện Phật pháp tăng chứng minh gia hộ cho đệ tử chúng con viên thành đại nguyện. Bây giờ các con sẽ niệm Phật theo cách thầy hướng dẫn nha. Thầy sẽ niệm trước, các con sẽ niệm theo, chúng ta sẽ niệm 18 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được Đề Phật bằng phương tri viên tâm cầu thân cả chúng sanh chấp phá tâm mất. Có nguyện tâm con xin được về thân đoàn đời sống an vui, cầu thân cả chúng sanh hòa thương bất nhau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư phụ chúc mừng hơn 300 các cháu thiếu nhi xuất gia báo hiếu kỳ thứ 3 tại chùa Giác Ngộ, xã Láng Già, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn nào. Các con có vui không? Các con có thích sinh hoạt tập thể lửa trại không? Nếu thích thì phải hết lòng nha. Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Trước khi các con ca những bài ca tập thể mang tính sinh hoạt, thì sư phụ thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ giải thích cho các con nghe về ý nghĩa của lửa ở trong đạo Phật. Về phương diện tiêu cực á, thì lửa tượng trưng cho sự sân hận. Như chúng ta có khái niệm lửa sân, tức là cái sự nóng giận, sự bực dọc, sự tức tối, sự hận thù, sự giết chóc, như là lửa thiêu đốt tâm can của mình và thiêu đốt người khác. Và là đệ tử của Đức Phật á, thì các con phải nhớ bỏ qua và dập tắt lửa sân hận, lửa hận thù, đừng để cho nó bùng phát trong tâm của mình. Cho nên dầu có bị người ta ức hiếp, bị người ta kiếm chuyện, các con hãy học theo câu luôn: tránh ngôi chẳng hổ mặt nào, tức là không có đối đáp lại, để mình và người đó không bị rắc rối. Vì nếu ẩu đả lẫn nhau đó thì kẻ xuất chán, người đó bể đầu, cả hai đều cùng có lỗi, cả hai đều bị thương tật. Cho nên không nên đối đáp lại với những kẻ hành hung chúng ta, ngoài trừ trong trường hợp tự vệ. Về phương diện tích cực á, thì lửa là một phần của ánh sáng, và nhất là vào đêm 30 thắp lửa lên thì chúng ta sẽ có ánh sáng tỏa chiếu thay thế cho vầng mặt trăng. Như vậy lửa ánh sáng này là tượng trưng cho trí tuệ. Do đó lát nữa thầy và các thầy tại chùa Giác Ngộ sẽ thắp lửa trại, thì lúc đó các con liên tưởng rằng con phát nguyện trước Phật thắp lửa trí tuệ, lửa sáng suốt, lửa tỉnh thức, lửa minh triết trong cuộc đời của con. Có nghĩa là các con phải lấy trí tuệ làm đầu,
Và muốn như thế thì phải học hành siêng năng, học đến nơi, đến chốn, siêng đọc kinh Phật để mở các cửa sổ trí tuệ được Đức Phật khám phá và tặng cho các con hoàn toàn miễn phí, không có tác quyền. Do đó khi thắp lửa trại thì hãy vui mừng và cam kết là mọi vấn đề, mọi nỗi khổ niềm đau con giải quyết bằng trí tuệ, chứ không có giải quyết bằng mê tín dị đoan, bằng những niềm tin thiếu cơ sở khoa học. Và trí tuệ là chìa khóa giải quyết các vấn nạn nỗi khổ và niềm đau. Do đó thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, một lần nữa sư phụ kính chúc và thân chúc tất cả các con một cái sinh hoạt lửa trại trong khóa tu xuất gia báo hiếu lần thứ 3 thật hân hoan, vui vẻ và có nhiều bổ ích. Một tràng vỗ tay thật lớn nào. Và bây giờ thì sư phụ sẽ bắt đầu thắp lửa trại. Lửa tượng trưng ánh sáng, ánh sáng tượng trưng trí tuệ, trí tuệ tượng trưng giải pháp. Do đó khi thắp lửa trại, liên tưởng trí tuệ, trí tuệ đốt tan phiền não, ánh sáng xóa tan vô minh, hiểu biết xóa tan thù hận, và ứng xử thông thái để có được an vui hạnh phúc trong đời. Rồi tất cả chúng ta cho một tràng vỗ tay. Anh chị em ta đan kết một vòng tròn trong đầy yêu thương, ta đoàn kết cảm thông, cùng nắm tay nhau ta hát bên lửa hồng. Thank you.
thật to lên nào. Anh chị em ta đang kết một vòng tròn trong đời riêng, ta đoàn kết đặt mong cùng nắm tay nhau ta hát trên lửa hồng. Đường sang con tim sẽ ấm ngất lắm trong làm thơ Việt Nam trong một vòng tròn. Anh chị em ta đang kết vỗ tay theo nhịp các bạn ơi. Cùng nắm tay nhau ta hát đôi lửa hồng. Đừng san tan tim rồi ấm cất trong lòng. Sao rồi? Nhật Minh đâu? Em vừa lẹ lên. Vỗ tay đều lên nào. Bình thân bập bùng tí tách bập bùng. Bập bùng tí tách bập bùng. Xây dựng thân thân đều hồng thắp sáng tình thân. Đây. Vỗ tay cao lên nào. Anh chị em ta đoàn kết một vòng tròn trong đầy yêu thương ta đoàn kết đặc thông. Đêm lửa hồng, từng san can tim sẽ ấm khắp non sông. Làm gió Việt Nam cho biển tan rộng. Anh chị em ta đoàn kết một vòng tròn, đông đầy yêu thương ta đoàn kết cảm thông. Cùng nắm tay nhau ta hát đêm lửa hồng. Dần sẽ con tim sẽ ấm khắp non sông. Làm gió Việt Nam cho tiếng rong rong. Bập bùng tí tách bập bùng. Bập bùng tí tách bập bùng. Lửa hồng chạy rực hân hoan. Lửa hồng thắp sáng tình thâm. Bập bùng tí tách bập bùng. Bập bùng tí tách bập bùng. Lửa hồng chạy rực hân hoan. Lửa hồng thắp sáng tình thâm. Lửa hồng cháy rực hân hoan, lửa hồng thắp sáng tình thâm. Bập bùng tí tách bập bùng, bập bùng tí tách bập bùng. Lửa hồng cháy rực hân hoan, lửa hồng thắp sáng tình thâm. Trong biệt ly vẫn giữ mãi tình người. Từ ngọn lửa thiêng ta sống tất cả một đời. Tâm đêm tan dần theo anh lửa bất bùng. Lòng anh chị em được thắp sáng niềm tin. Cùng nhau cùng xây bao hạnh phúc yêu thương. Sáng sai đào vàng làm giàu đẹp quê hương. Chia tay để tâm sáng muôn nơi. Dù trong biển ly vẫn giữ mãi tình người. Từ ngọn lửa thiêng ta sống đẹp lâu tất đời.
chị em nơi thắp sáng niềm tin, cùng nhau dựng xây bao hạnh phúc yêu thương, sáng soi đạo vàng làm giàu đẹp quê hương. Trước ngực thể hiện hiền ngoan, lòng bàn tay chạm nhau nói ra tình thầm, đưa tay lên lên chào hẹn mai sau gặp lại, chạm tay hình bước sen nhắc người tình thức tìm mang. 1 2 3 4 5 chúng ta bước đều, 5 4 3 2 1 chúng ta đồng tay trước ngực để hiền ngoan, lòng bàn tay chạm tay kết cái tình thâm, đưa tay lên với chào hẹn mai sau gặp lại, cháy tay một bức sen nhắc người tình thức Việt Nam. Gặp nhau đây Việt Nam đại sáng đắp xây, bảo vệ quốc hồn quốc túy, Việt Nam giàu đẹp ngày mai. Ta mừng gặp nhau đây cùng tôi con đường tinh thông, ta mừng gặp nhau đây sẽ chia Phật pháp cứu đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.